Mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của em trong buổi chiều tối hôm nay. Dạ, hiện tại là hôm nay á, ông bà, cô chú, anh chị và các bạn là ngày 19 tháng 3 nha. Dạ, ngày 19 tháng 3, trúng bữa thứ 3 là bây giờ là 18:54. Em đang ở bến Xèo Nhí nè, ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Địa chỉ chúng ta đó là 21 Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Dạ. Thời gian bán của bến Xèo Nhí á, là từ 13 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày. Đây, ông nội, bây giờ ông nội bán. Chào ông nội nha, chào thím nha, chào cô ba nha, chào con gái, hello con gái. Chào ông bà cô chú cái coi. Ăn cơm chưa? Dạ, đang lẩu bò. Bữa nay ăn lẩu bò hả? Tưởng chưa ăn cơm á thì chập ăn bánh xèo. Nhà mình bán bánh xèo mà. Hả? Thì chập con ăn bánh xèo, chú Long ăn bánh xèo chứ có gì đâu. Ừ. Sao rồi con gái? Trâm Anh khỏe chưa? Trâm Anh rất là ổn à. Hôm nay được thoải mái quá hả? Ngày hôm qua với ngày hôm nay thoải mái quá đúng không? Ông nội đổ bánh xèo, bà nội đổ bánh xèo không hả? À? Khỏe quá trời quá đất mà. Ông mới ra. Ông nội mới ra hả? Ông mới ra có vụ gì mà sáng thì chiên đâu. Ờ dễ hả? Dạ. Dễ từ sáng luôn là bà nội chiên hả? Trời ơi. Vậy là ai chiên, rốt cuộc bà nội chiên từ sáng vậy luôn? Không phải, con mới tới. chiên được một chút. Làm tới đây có đồng để ai chiên? À. Bà nội chiên mà không chưa nghe rõ, phải phải chiên nguyên ngày nửa ngày đâu. À dễ hả? Trời ơi, thấy chưa? Thấy đứa cháu có cơ hội tố ông nội liền hết chưa? À. À, em đang ở bến Xèo Nhí nè ông bà cô chú. Ôi. Lâu lâu bốc phốt ông nội luôn. Kênh nào? Kêu lâu lâu bốc phốt ông nội luôn. Đó. Chào bà nội nha. Đó. Đó, khách ngồi ở bên trong ông bà cô chú anh chị và các bạn. Khỏe quá trời quá đất mà. Bữa nay chỉ đứng vòng ngoài thôi. Đấy. Dạ là. Dạ. Quá tuyệt vời. Vô nhà luôn anh ơi. Vô luôn em ơi, vô luôn hả? À, bữa nay Hà Anh được chạy bàn thôi, khỏe quá trời khỏe luôn. Sao nghỉ hai ngày không làm gì hả? Chú Long vẫn thấy clip của mấy chú lên là con vẫn đổ bánh xèo mà. Rồi con vẫn đổ mấy bánh xèo mà, chứ đâu có phải là không đổ đâu. Về luôn bạn ơi. Rồi. Ơi. Rồi về luôn. Tao đi đâu đi chơi, tao quay về nhà. À. Ok. Đấy, quá trời quá đất luôn không? Rồi. Đây sớm sớm đây. Rồi, trời ơi. Làm gì mà nói đi cái làm nổ đuổi liền. Nó nổ đuổi liền. Giống như là ảnh có cơ hội ảnh bốc phốt đội là ảnh bốc phốt liền. Anh không để. Để chị đâu, ôi đó, làm ông nội rung luôn á chưa. Cái đó nhìn đó. Nặng quá, ông nội đói bụng quá. Thôi bữa nay em ghé lại bánh xèo Nhí rồi nha anh em Peppy. Đó, quay bánh xèo cho anh đó. Đây cho ông bà cô chú, ông bà cô chú anh chị và các bạn xem video mà thấy hay có thể là like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ giúp em nha. Dạ, cho em xin một chia sẻ, một đăng ký. Dạ. Để nhiều ông bà cô chú biết đến bánh xèo Nhí hơn. Hình như chưa bật cái bóng đèn này nè Nhi. Bóng đèn này chưa bật ra.
đang tập trung có bánh cho khách. Tôm không giá. Số điện thoại đặt hàng của bánh xèo Nhí đó ông bà cô chú là 0986804347. À, khách đang ngồi ở phía bên trong nè. Nhi chưa bật đèn nè. Chưa cầm điện này phải không? Trên cái này nè. Lên đèn. Dạ. Ồ, lên đèn liền ông bà cô chú không? Thấy sáng rực liền không? À, sáng rực luôn. Chú Long với chú Hà mới vừa đi ăn chợ lá. 10.000 người. 10.000 người đến chợ lá. Như cái đống bồ châu luôn. Trời ơi. Đúng rồi, lấy lá đổ đồ ăn á. Này lấy lá đổ đồ ăn á. Cái chợ đó nghe mới nhiều lần lắm rồi. Dạ, được lần tổ chức lần thứ hai đó nội. Ông bà cô chú, anh chị và các bạn đón xem sau cái clip bánh xèo là có clip chợ lá nha. Ủng hộ em. Trời ơi, nó nói chung là cả 10.000 người xếp lấy lá đổ đồ ăn. Ở dưới quận 5 á nội. Đó nghe đâu như quê á. Ở quận 5. Đó, ông nội đổ bánh xèo. Hai tím cháu bần lựng cái gì đó hả? To nhỏ gì đó. Ừ, đúng rồi. Đầy đủ hả? Chạy bàn thôi. Dạ, chào con. Kẹt xe kinh khủng luôn á. Ôi ôi, đã không? Ngày hôm qua về kẹt xe quá nên là hôm qua công việc nhiều quá nên mình không có ghé bánh xèo Nhí. À, bữa nay mình quay trở lại bánh xèo Nhí nha. À. Trâm Anh quê ở Tiền Giang, Hà Anh quê ở Giang Tiền, giống nhau. Đúng không? Có người... Trời ơi, ông nội nói đi sớm sớm, mình phải đi sớm sớm chứ. Trời ơi, dậy 5 giờ sáng cũng được. Ai biết chọc ông nội chi? Giống chọc ông nội hả? Bây giờ ông nội đổ một mình, ông nội đổ hai chảo. À, bây giờ là 7:10. Mai buổi chiên. À. Vô giờ. Anh kêu anh được nghỉ nên là anh tung tăng. À, chiên miếng tới ông nội chiên đúng không? Không chiên là chú Long vô chiên phụ cho. Trả công cho chú Long thôi, có gì đâu. Mình vô mình chiên á, ông bà cô chú bỏ chạy hết luôn. Chú làm chiên ông bà cô chú bỏ chạy hết luôn á. Từ trưa giờ có khách không con? Có ông bà cô chú không? Này Tiến Nhi dạo này cười suốt đây. Đúng không? Hả? Không biết vui gì mà đúng không? Bây giờ suy nghĩ nè, bây giờ hỏi cho chú Long hỏi nè, bây giờ suy nghĩ chuyện gì mà nó vui mà cười hoài vậy? Cười nó vui mà, cười là nó lúc nào nó cũng vui mà. Em búp bê hả? Ôi ơi, chắc chú em búp bê chưa? Cái này là chú phải like, chia sẻ, cùng chú chia sẻ nha. Rồi chú like nha, rồi chú chia sẻ, rồi kêu anh chị em, rồi chia sẻ cho cuộc sống Sài Gòn TV nha.
thấy con gái nói không? Bánh xèo đây bà con ơi. Bánh xèo miền Tây rau rừng đây rất là ngon. Không, chú Lâm nhìn kỹ là Trâm Anh giống quay Hà Anh giống ông nội nha. Chú Lâm nhìn kỹ á, nhìn kỹ là Hà Anh giống ông nội á. Không, thiệt á. Trâm Anh không có nét nhưng mà Hà Anh giống ông nội. Đó. Có nét giống ông nội nhiều. Thôi cái khó thì vô lấy bô tay ra, ông nội vô uống nước trà, còn không thím vô nè, thím vô làm cho chú Long hả? Thím vô làm cái là chú Long ăn hai cái bánh xèo. Trời ơi kinh không, về bỏ cơm tối luôn hả? Đúng rồi, thím vô chiên cái hai cái là chú Long quay được cái clip ở trong về ăn hai cái bánh xèo. Dạ con quay phim. Dạ ăn xe bên đây luôn nè, ở bên cặp đi, cặp luôn đi, cặp đó luôn cũng được em. Sao bánh đi hả? Kìa chú Hà tới kìa. Sao vậy? Hôm nay có gì mà cười hoài vậy? Mất cười của ba. Mất cười của ba hả? Kệ cười cho đúng. Giải Hà Nội. Hai cô cháu từ trưa giờ múa hả? Hai bánh xèo da. Rồi. Bữa nay con trai nhìn chú Hà lâu quá. Chú Hà không tới hả? Bị kẹt xe rồi. Kẹt xe lắm, chú Long chạy lên. Chú Long chạy lên kẹt xe kinh khủng lắm. Nhích từng xíu mà. Chào ông nội nè, cho vui nè, chứ thấy ông nội cũng tập trung quá trời kìa. Địa chỉ chúng ta đó là 21 đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Thời gian bán của bánh xèo nhí đó ông bà cô chú là từ 13 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày. Kia là đây là đường Đông Bắc buổi tối. Dạ, đường Đông Bắc buổi tối nha quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ là 7 giờ 10 phút. Tức là 19 giờ 10 á. Em đang ở bánh xèo nhí nha. Thêm cháu đứng đàng hoàng chụp tấm hình cho nó đàng hoàng coi. Thôi được á. Cái này con gái không đủ anh xèo anh cười te tét. Ông bà cô chú thấy không? Anh ra anh chọc ông nội cà khịa ông nội quá trời luôn. Vô mới đầu cái video ông cà khịa ông nội rồi. Có cơ hội cà khịa ông nội rồi. Bây giờ ông nội đổ hai chảo, thảnh thơ lắm. Quá thảnh thơ.
Bánh xèo nhí là có bán nước rồi nữa nha ông bà cô chú, anh chị và các bạn. Đây là nước ngọt nè, nước trà đá nè, khăn lạnh nè. Mấy cái anh? Không à. Ủa sao là anh kêu có cái hộp không, là cũng chưa hiểu ý anh. Là ý ông là bánh xèo nó khỏi dùng hộp. À. Chú Long cũng chưa hiểu. Rồi. Nồi đổ bánh xèo là tuyệt vời. Nhìn thấy cái bánh xèo. Ok. Nhìn con kìa. Qua một cái là nó tự nhiên nó qua, nó thấy con đứng đứng nó nhìn, nó kêu sao bữa nay con bé này nó không đổ bánh xèo mà nó cứ đi tung tăng, nó nói hoài hả, nó cười hoài hả. Ông bà cô chú tới ngồi rất là thoải mái hả. Ông nội đưa bánh xèo đó. Rồi bánh xèo luôn, bánh xèo luôn. Dạ. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu bàn rồi đó, còn bốn bàn nữa. Sáng bò sáu bàn nữa, có khách bảy bàn nữa, còn ba bàn nữa. Tức là ba bàn ngồi ở trong không bà cô chú. Có cái chương trình gì mà nó vui vui không ông nội? Thím ba, cô ba, khán giả nói là kêu cô ba chứ đừng nói là thím ba, thôi cô ba cũng được. Cô ba có cái chương trình gì nó vui vui không con gái? Có cái chương trình này nó vui vui không? Cho nó nhộn nhịp không? Không à, không có chương trình nữa kìa. À, phải phản ứng liền chứ, phản ứng liền chứ. Ôi chỉ kìa, chụp tấm hình này. Này thảnh thơ quá, con gái này gái thảnh thơ quá. Rồi, ok. Sớm chuẩn bị ông bà đi ăn bánh xèo kìa. Mấy cái anh chị? Ăn tại chỗ à, để xe bên đó luôn chị. Anh chị
Vui hôm nay Hàn vui quá, cười suốt luôn, cười luôn, cười luôn, cười luôn, cười luôn là thế. Thứ hai tuần sau đi học hả? Là đi ấy là à, đi lên học 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 trước ấy là con. Trời ơi mừng quá chú Long, nghe mừng chú Long, đúng rồi chú Long nghe mà chảy nước mắt luôn á. Trời ơi mừng quá, thiệt vời ông mặt trời. Nói cố gắng lên nha con. Dạ. Thứ hai hả? Dạ. Tuần sau là học buổi tối hả? Không, con học buổi sáng với kịp rồi cho anh học trường. À, học trong trường luôn đúng không? Trong trường luôn hả? Nhà là nhà trường cho điều tạo điều kiện luôn gì? Trời ơi, chú Long chúc con gái á, là với con hai đứa con gái nè, với đứa con trai nè là đi học ngoan ngoãn, giống như là mình phải học thật là giỏi. Dạ. Nha. Mình cố gắng mình học để mình có cái chữ cho nó kiểu như là sau này mình làm cái gì, ví dụ như sau này mình mở cái tiệm bánh xèo ra đi nữa, mình kinh doanh đi nữa, mình cũng biết tính toán nó nhiều thứ lắm. Dạ. Nha con ha. Trời ơi chú Long, chú Long nghe mà chú Long không, chú Long nghe mà chú Long mừng quá trời luôn. Tức là tụi con phải đi ôn trước, chứ tụi con mà đi vô một cái là tập trung vô một cái là không được, không nhớ. Bây giờ tụi con nghỉ lâu quá rồi mà. Trời ơi, tức là năm chị em tụi con đi học là tuyệt vời ông mặt trời rồi. Đúng rồi, phải đi học, phải cố gắng. Trời ơi, con gái báo một cái tin, cô ba cũng đi học nữa hả? Cô ba cũng đi học nữa kìa. À, em mừng quá ông bà cô chú. Mình cứ nghĩ là hè thôi nhưng mà con gái báo một cái tin gọi là cái tin chấn động địa cầu, là cái tin là mong muốn nhất của rất là nhiều ông bà cô chú theo dõi bánh xèo nhí. Long, hả? Long quay chịu bánh bè rồi. Bà em bé hả? Một cái tin là mong là ông bà cô chú đến, thứ nhất là cái tin rất là mừng luôn, mình thấy rất là mừng luôn. Thì cũng mong ông bà cô chú là đến ủng hộ bánh xèo nhí của ông bà nội, để ông bà nội có tạo điều kiện, tức là ông bà nội còn khỏe thì tạo điều kiện hết mức để cho các con được đi học. Đó một cái tin gọi là cái tin mà mình nghĩ là rất là cảm động luôn, là rất là điều, cái điều trong thân tâm mình quay các cháu từ năm ngoái giờ đó là điều mong điều đó. Và nhiều ông bà khi nghe cái tin này là cũng rất là mừng luôn. Dạ tuyệt vời, nói chung là tuyệt vời ông mặt trời, cố gắng thôi ông nội ha. Dạ con nghĩ là như thế đó là tuyệt vời ông nội, thì giờ ông nội cứ cố gắng thôi. Sau này có nhiều ông bà cô chú yêu thương tới nữa sẽ đồng hành. Thứ hai con gái đi học con số mẹ đi học ôn trước, nhà trường cho đi học ôn trước, đó là một tin cực kỳ là vui luôn. Một tin là mấy đứa luôn, một cái điều tuyệt vời. Hai tiếng cháu quay TikTok nhảy nhảy nhún nhún chết bùm bùm chết bùm 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 chết bùm nhảy đi. Trời ơi sao vậy, trời ơi quá cảm động, quá tuyệt vời. Một cái video mà nói chung là một cái tin chấn động, tin mà gọi là cái tin tuyệt vời ông mặt trời. Cái điều mà nhiều ông bà cô chú đều mong muốn. Dạo qua kia bước miếng lá con. Bước miếng lá. Bước miếng lá mua bánh xèo rồi. Rồi mua bánh xèo. À hồi nãy mình không đem mấy miếng lá lại mình đổ bánh xèo trời. Xèo đâu? Sao cái tin gì báo vui vui nghe chơi. Đâu không tin gì chơi, nó phải chú Long thôi chứ là đừng nói.
Trời ơi. Có gì kỳ vậy? Rồi. Cái mai đi học hả? Dạ. Ôn lại hả? Mai đi học rồi. Dạ, thứ hai sao mấy ngày mai. Thứ hai tuần sau. Ôn lại hả? Bây giờ là sách vở rồi có chưa? À, nhà trường là hay là tụi con không. Bây giờ là ôn bài là sách vở gì? Ôn là giờ là ôn mấy á, Dương với Hà là ôn mấy? Học lớp 5. Lớp 5 đúng không? Con lớp 5 đúng không? Thì hiện tại là kiến thức sách vở ôn lớp 5. Cái trường ở đây hả? Sau lưng hả? À, là nhà trường có nói là chuẩn bị chưa? Chưa chú Long tặng. Tao nghe tao mừng. Thiệt. Chưa chú Long đi mua tặng. Tặng sách vở. Sách vở lớp 5. Tao có tập rồi nhưng mà chưa có sách. Có tập rồi chưa có sách đúng không? Rồi ok, chú Long tặng. Chú Tàng, con hỏi thử là quan trọng là con vô trường con học á, là con hỏi là bộ sách giáo khoa là học sách gì? Sách giáo khoa. Lớp 5 nó không, lớp 5 nó có chân trời sấn tộ nè, rồi cánh diều nè, mỗi trường nó mỗi giật cách nha. Phải không? Hả? À, chuẩn của bộ giáo dục mà. Không, chuẩn gì đâu, ở Sài Gòn mỗi nó có học 2-3 bộ lận. Dạ. Mà trường nào mà ví dụ như là trường nào mà ok á là với ông nhà đó thì bắt đầu là được học cuốn sách đó. Con hỏi kỹ đi nha. Ông nội hỏi đi rồi chú Long với chú Hà tài trợ cho mỗi đứa một bộ sách giáo khoa. Hai đứa kia chắc học lại lớp 1. Lớp 1 hả nội? Tin quá mừng luôn chú Long, thiệt á chú Long quay mà chú Long rất là mừng luôn. Ừ. Học lại lớp 1 hả nội? Là hai đứa kia tự nhiên giờ sợ không theo được kiến thức đâu. Nó xa nó bởi vì kiến thức. Dạ. Phải là vô để mang kiểu là hỏi chính xác lại để mà. Dạ đúng rồi, nội hỏi chính xác đi. Hoặc là có thể là học trước rồi cho tụi nó ôn lớp 2. Còn sách giáo khoa ở nhà chú Long nhiều lắm. Sách giáo khoa của con chú Long mới năm nay lớp một đứa lớp 3 mà. Một đứa lớp 6 là mới vừa lên lớp 6 là lớp 5 nếu mà con học lớp 5. Nhưng mà quan trọng là cái chương trình đó là chương trình gì? Con gái hiểu không? À, con phải hỏi kỹ đi để nội hỏi kỹ xong đi rồi chú Long với chú Hà mua một bộ sách mới. Bộ sách mới luôn. Học 2 năm lớp 1 là ấy nha. Chú học 3 năm lớp 1 nè. Thiệt. Ok, tuyệt vời ông mặt trời. Cảm ơn bà cô chú nha. Một video tuyệt vời ông mặt trời luôn. Dạ. Bye bye. Nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em nha. Bye bye.